Kính bạch Thầy, chúng con là những Phật tử ở phương xa, rất ngưỡng mộ những thời Pháp của Thầy. Kính bạch Thầy hướng dẫn cho chúng con cách hành trì trong pháp môn tịnh độ như thế nào để được nhiếp tâm và bớt vọng tưởng. Câu hỏi này nó liên quan đến cái pháp tu. Thưa Thầy, chúng ở trong Phật giáo chúng ta có hai phần. Một là pháp học, hai là pháp hành. Tại vì pháp học á, hay là pháp hành đó, nó bổ sung cho nhau. Nếu chúng ta muốn hành mà không có học thì chúng ta không thể rõ cái mà chúng ta muốn hành là cái gì và hành như thế nào cho nó đúng. Mà Đức Phật á, thì tùy theo cái tâm bệnh của chúng sanh mà Đức Phật nói nhiều cái cách khác nhau. Và hỏi pháp nào hay nhất? Không có pháp nào hay nhất hết. Nếu mà nó trị được cái tâm bệnh của mình thì nó là hay. Giống như thuốc mà trị được bệnh là bệnh thuốc hay. Thuốc mắc tiền mà không đúng bệnh của mình thì cũng không có hay. Cho nên trong vấn đề thuốc không có thể nói thuốc nào hay nhất hay nhì. Trong tất cả pháp môn tu thì cũng không có pháp nào nhất nhì hết. Ăn thua là cái khả năng trình độ tiếp nhận và hành trì của mình thôi. Thì ở đây hỏi pháp môn tịnh độ, mà cái chính của Phật Pháp đó là trị cái tâm vọng tưởng. Bởi vì chúng ta ai cũng có tưởng. Trong ngũ uẩn, sắc, thọ, tưởng, hành, thức, chính cái tưởng là một trong năm cái để nó làm nên con người đang hoạt động, đang sống đây. Mà trong đó là cái tưởng. Ngoài cái sắc là sắc thân này, còn có cái tưởng, tức là cái tưởng tượng. Mà thường thường chúng ta tưởng là vọng tưởng nhiều hơn là cái chân thật. Thí dụ như là mình chưa bao giờ mình đến nước Mỹ, mình tưởng nước Mỹ thế này thế kia. Giống như hồi nhỏ bên Việt Nam, trước khi qua đây, người ta nói qua Mỹ rồi, qua Canada rồi, không có cơm ăn. Cái thứ hai nữa đó là không có ăn cơm xong rồi dục bỏ hết chứ không có rửa chén. Trời ơi, có quà nó sao cái nước gì mà nó giàu dữ vậy. Cái thứ hai nữa, có quà nó chắc không có cơm, cho nên trước 3 tháng đi qua Canada, có quà ăn cơm mỗi ngày, bất cứ lúc nào ăn là ăn cơm thôi, tại sợ qua đây ăn bánh mì. Không, thành ra cái đó là mình chỉ nghe rồi mình tưởng. Mà con người mình tưởng nhiều lắm. Mình chỉ cần nói một vấn đề gì thôi là mình tưởng tượng đủ thứ hết. Cho nên mà đa số là vọng tưởng. Chứ không, vọng là gì? Vọng là không thật. Vọng là không thật. Còn cái mình thấy nó đúng thì không gọi là tưởng. Mà chúng ta thấy cái đó là cái chánh kiến, thấy rõ, thấy đúng. Vì vậy cho nên Đức Phật dạy cho chúng ta nhiều cách để làm sao trị cái vọng tưởng của mình. Mà quý vị đừng có lầm là ngồi thiền hay niệm Phật để một lúc nào đó tâm mình trống trơn, không còn nghĩ gì hết là không đúng. Mình không bao giờ trống trơn được cái suy nghĩ. Mà cái Đức Phật muốn dạy mình là một cái thôi chứ không có nhiều cái nó xen vô. Cho nên gọi là cũng suy nghĩ nhưng mà chánh niệm. Cũng niệm vậy, nhưng mà chánh niệm chứ không phải là vọng niệm hay là tạp niệm. Có bao giờ con người mình sống mà không suy nghĩ đâu, không có suy tư đâu. Nhưng mà mình suy tư đủ thứ cho nên mình phiền muộn. Mình suy diễn đủ thứ cho nên mình phiền não. Bây giờ Phật dạy mình một thôi. Thì bây giờ cách này là cách nào? Ai thường quen ngồi thiền thì ngồi thiền quán hơi thở. Trụ tâm mình vô cái hơi thở để mình đừng có suy nghĩ cái khác thì gọi là chánh niệm hơi thở. Con người mình không bao giờ mà không có niệm nha. Niệm là nhớ nghĩ. Nhưng mà Đức Phật dạy mình phải chánh niệm. Nhớ cái nào nhớ một thứ thôi. Cũng giống như ăn, biết mình ăn. Đa số mình ăn mà coi tivi, cho nên không có thưởng thức món ăn. Ăn mà coi cải lương, cho nên rồi ngồi cũng khen chê anh tài tử đó, a cô nào đó, nhưng mà không thật thưởng thức. Cho nên mình vọng là vậy đó. Ăn thì không thưởng thức ăn mà lại nghĩ chuyện khác. Cho mình luôn luôn mình sống với cái vọng đó.
Mà Hòa Thượng Trúc Lâm, tức là sư ông Thanh Từ đó, thì sư ông dạy là biết vọng không theo. Còn sư ông Làng Mai á, thì dạy làm sao? Chánh niệm. Hai sư ông cùng một ý nhưng mà chữ cái nghĩa cái khác thôi à. Một ông thì dạy thẳng là chánh niệm, một sư ông dạy là biết cái nó vọng đừng có theo. Bây giờ mình đang bây giờ trị cái tâm vọng thì mình phải có cách. Thì bây giờ ở đây hỏi thẳng là tịnh độ, tức là niệm Phật. Nói tịnh độ là một pháp môn. Pháp môn tịnh độ có nghĩa là pháp môn dùng câu niệm Phật để trị tâm vọng tưởng. Thì niệm Phật có bốn cách niệm. Niệm Phật có bốn cách. Thứ nhất gọi là trì danh niệm Phật. Thứ hai là quán tướng niệm Phật. Thứ ba là quán tưởng niệm Phật. Thứ tư là thật tướng niệm Phật. Thế nào gọi là trì danh? Lấy cái sâu chuỗi ra, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật. Đọc cái danh hiệu của Phật gần, để mà tâm mình không có nghĩ cái khác nữa là trì danh niệm Phật. Nhưng mà trong khi trì hồi, cái tâm mình nó quen miệng, quen nói, nhưng mà cái suy nghĩ nó khác. Nam Mô Di Phật, Nam Mô Di Phật, sao mà cái cổ nó khác quá, bữa nay chắc cái bàn nhà, bàn trại soạn nấu ăn hơi mặn cho nên mình khát nước quá. Đó là mình đang niệm Phật mà cái khác nó sen vô vậy. Cho bây giờ thôi, bây giờ làm cái cách thứ hai là trì danh nhưng mà quán tướng, tức là quán cái hình của Phật, cho nên lấy cái hình Phật ra để nhìn hình Phật, để tâm đựng vọng nữa là quán tướng niệm Phật. Hồi nãy là trì danh, là niệm danh Phật. Bây giờ mình quán nhìn cái hình Phật. Rồi cái khi mình nhìn cái hình Phật kỹ rồi, mình biết được cái dáng Phật rồi, nhắm mắt lại mà cái hình ảnh Phật vẫn còn ở trong tâm tư mình, và quán tưởng niệm Phật. Niệm mà khi mình niệm á, thỉnh thoảng nó xen cái khác vô nha, chứ không phải niệm mà trong khi niệm mà nó nhức tâm đâu à. Lâu lâu nó xen vô á. Có nhiều khi mà đang niệm, nghe tiếng mở cửa cái bắt đầu dòm ai à, rồi cái thấy người mà mình đang ngồi trên chánh điện chùa đó, đang niệm vậy đó mà thấy người nào lạ cái thôi niệm tiếp, mà thấy người quen á, mới tới hả chị, phải nói một câu vậy đó rồi bắt đầu niệm tiếp. Cái này niệm hồi cái nhớ trực lại, tôi có để cái bánh cho chị trong giỏ nha. Tức là mình luôn luôn hệ cái này hết là cái kia nó xen vào. Chính vì vậy mà mình phải niệm Phật. Niệm khi mà tâm mình loạn như vậy á, đừng có chịu thua. Và đừng có nghĩ rằng á, mình không có duyên để tu, sao tâm mình còn loạn quá. Đúng, khi mình biết tâm mình loạn là ok rồi đó, tốt rồi đó. Xưa nay á, mình loạn mà không biết mình loạn. Bây giờ tu có chánh niệm rồi, biết mình loạn, cho nên vẫn dùng cái pháp niệm Phật để trị cái loạn đó. Đừng có, tiếng Anh nó kêu là đừng có give up, mà phải tiếp tục. Giống như thưa đại chúng là mình ăn chay á, mới ăn nó thèm không? Thèm. Đi ngang chỗ nào mà có mùi một chút thì hơi khó chịu. Có nhiều khi mà mình ráng dữ lắm, mình nói đợi 12 giờ khuya Phật ngủ rồi mình, là 12 giờ là qua ngày khác rồi, đó là mình có quyền rồi chứ gì nữa. Thì mình ráng dữ lắm, cái mình nghĩ thôi bây giờ á, mặc dù đã qua ngày khác nhưng mà mình chưa trọn một buổi sáng mà, thành thử thôi ráng cho tới sáng ngày hôm sau. Thì cái ráng đó nó giúp cho mình. Cho nên cái đó Phật gọi là cái gì? Cái đó là cái tinh tấn, mà đôi khi mình phải dũng mãnh trên con đường tinh thần, chịu khó một chút để nó vượt qua cái khó khăn của mình. Thở đây cũng vậy, không phải một người nào tu cũng thanh tịnh liền đâu, không có, hiếm lắm. Ai bước đầu cũng gian nan, người tu thiền cũng vậy. Trời ơi, mới ngồi có đau lưng nè, đau chân nè, tê người nè, khó chịu lắm. Rồi trong khi mà ngồi á, mà mình gồng quá, bắt đầu nước mắt nước mũi nó chảy. Cũng giống như cái người mà người ta ngồi mà ta ho quá mà ta chịu, cái ta cứ người nó run vậy này. Mới đây thôi chứ đâu, Pháp Hòa lên máy bay mà ngồi gần mấy người Mỹ mà không lẽ mình cứ ho sặc sùa hoài, coi kỳ quá. Nhắm mắt lại mà ngậm miệng lại để cho cái ho nó đi vô trong, lát nó cứ run người lên vậy này.
chịu hết nổi, có phải kiếm chỗ mà mình ho vài tiếng, ví dụ vậy, gông chịu. Cho nên ở đây á, cái pháp môn tịnh độ á, là pháp môn niệm Phật. Nội cái trì danh không có, còn nhiều cách trì đó. Sổ châu là lấy cái hột chuỗi lần, thấy không? Rồi gì nữa, gọi là tùy tức, tức là thở vô a di, thở ra đà Phật, hay là một chuỗi mà ba niệm, thấy không? Nam mô di Phật, nam mô di Phật, nam mô di Phật, một hột chuỗi. Có người một hơi 10 niệm, nam mô di Phật, 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 một chuỗi 10 hơi để ta nhất tâm vô như vậy. Tức là tùy theo mình, nhưng mà người nào hơi ngán đừng làm kiểu đó nha. Đang niệm có đứt hơi. Hồi xưa mình đi gia đình Phật tử á, thì có cái bài hát á, một ly chanh đá, hai ly đá chanh, tôi đố anh chị nào một hơi đem hết, từ một ly chanh đá tới 10 ly đá chanh. Cái chỉ đó mình cái một ly chanh đá, hai ly đá chanh, ly chanh đá, một ly đá chanh, ly chanh đá, số ly đá chanh, ly chanh đá, số ly đá chanh, chứ ly chanh đá, 10 ly đá chanh khỏi bị phạt. Mà nói một hơi mà bị đứt hơi là bị phạt. Thì cái đó là 10 niệm trong một chuỗi. Thì cái phương pháp trì danh thôi đó, mà nó cũng có nhiều cách như vậy. Thì gần đây Pháp Hòa có hướng dẫn quý vị ngồi tùy tức, tức là theo hơi thở và công niệm Phật. Ví dụ như bây giờ quý vị tập mỗi tối quý vị ngồi 5 phút đi. Ngồi giữ lưng thẳng nha, thả lỏng hai vai. Xong rồi quý vị nhắm mắt lại để tâm mình đừng có chạy nhảy đâu hết, nó dễ định thần định tĩnh. Thì thả cái hơi thở mình cho nó nhẹ, nó vô ra tùy nó, vô giờ vô mình biết nè, hơi thở vô mình a di, hơi thở ra đà Phật, a di đà Phật. Quý vị cứ niệm như vậy chừng 5 phút, cái tâm mình nó lắng, cái người mình nó khỏe ra. Đi làm về mệt á, đừng có nấu ăn liền, kiếm chỗ ngồi thở một chút cho nó khỏe. Thở xong rồi khỏe đó, nấu không có bực. Vừa làm mà đã mệt rồi mà nấu ăn á, dễ bực lắm. Mà nhất là đã mệt rồi nha, đi về mà nồi cơm á thì hết, mà điện thì còn ghim đó. Trời, cái đó dễ nảy lửa lắm. Ăn cơm hết mà cũng không giật điện ra nữa, để luôn dây điện vậy đó. À, là mình, hoặc là mình đói bụng quá, mình định vô kiếm 7-3 hộp, dỡ ra một hộp cũng không còn, mà dây điện còn nguyên. Là cái này bắt đầu uống nước lửa rồi đó. Đó, rồi xây qua đây nguyên một xiên gián. Rõ ràng hồi sáng đi tôi rửa rồi mà. Là mấy cái nhỏ nhỏ vậy nó dễ làm mình bực lắm. Thấy không? Cho nên á, bây giờ mình tu tịnh độ á, tịnh là lắng, lắng sạch. Độ là cái quốc độ. Nếu nói về cõi thì có một cái quốc độ tên là tịnh độ. Nhưng mà nếu nói về lý thì lòng mình là tịnh độ. Cái tâm hồi nãy sắp nhảy lửa lên rồi đó. Thôi thì bây giờ người ta quên, chúng ta có muốn đâu. Cái tánh hời hợt của một trong những người trong người nhà mình đó, ăn cơm xong rồi hết mà không ấy, là người ta tánh hời hợt vậy. Bây giờ mình giận cũng có người đó. Thì thôi bây giờ mình phải trở về với tịnh độ của mình. Xuống còn, xuống còn. Mình vuốt vuốt mà nó xuống còn, mà lát nó xuống rồi mà hết là mình tự khen mình good girl. Tịnh độ. Cho nên niệm Phật là niệm cái giác. Mà niệm Phật có 3 nghĩa. Niệm Phật là miệng niệm tên Phật. Ý thứ hai là nhớ tưởng tới Phật. Ý thứ ba là hành lời của Phật thì gọi là niệm Phật. Cho nên ai mà tu niệm Phật thì phải nhớ, phải hành 3 điều này. Miệng niệm không chưa đủ, tâm phải tưởng nhớ Phật, và hành lời của Phật thì gọi là niệm Phật. Cho nên mình nhất tâm á, nhất tâm là đến khi nào mà cái tâm mình nó chỉ còn một câu niệm Phật, nó không xen cái khác. Nhưng mà muốn tới cái chỗ nhất tâm này là lâu hay mau? Lâu. Cho nên quý vị đừng có ngại, nếu trong khi tu mà tâm vẫn còn vọng tưởng xen những cái khác vô, đừng có buồn, đừng có nghĩ mình không có căn, không có duyên, không phải đâu.
Cứ tưởng tượng đi, một ngày tu có 30 phút à, mà giao tiếp tới 8 giờ đồng hồ, thì làm sao mà trong một giây phút này mà nó tịnh liền cho được. Cho nên á, Ngài Thần Tú mới dạy mình một bài kệ mà chúng ta cần theo cái cách của Ngài Thần Tú dạy. Thân là cây bồ đề, tâm là đài gương sáng, nên siêng năng lau chùi đừng để nó dính bụi. Mình là cái dạng là như Ngài Thần Tú nói vậy đó. Thân này là cây bồ đề, tâm này là đài gương, cho nên phải lau, phải chùi mỗi ngày. Mình chưa đạt tới cảnh giới như Ngài Lục Tổ Huệ Năng dạy đâu. Thân không là cây bồ đề, tâm chẳng là đài gương sáng, xưa nay không dính bụi cần gì phải lau chùi. Mình không phải là người xưa nay không dính bụi, mà mình là người xưa nay dính quá xá, bây giờ phải lau chùi. Mà chùi một ngày làm sao sạch, cho nên phải chùi hoài và chùi mãi. Cho nên đến khi nào, giống như hồi mình mới bắt đầu, mình đụng một cái chuyện mà chưa bao giờ mình đụng, khổ lắm. Trời ơi, tôi đâu bao giờ tôi ngờ cuộc đời tôi ngày nay lâm vào cái cảnh này, buồn khổ lắm. Rồi cái thì hết một lần này đến lần hai, lần ba, biết cái tự nhiên mình bình thường. Đó, bây giờ mình nhất tâm rồi đó. Cái chuyện nó có đến với mình mà mình không có còn khởi gì nữa, biết nó như vậy. Cho quý vị nào mà bị vọng tưởng, nó đừng có buồn, đừng có lo nha. Vẫn tiếp tục cứ tu đi, niệm Phật đi. Hoặc là quý vị nào tụng kinh á, đang tụng với cái khác nó xem vô. Đang tụng vậy mà cái khác nó xem vô. Rồi một hồi cái là mình nghĩ là mình không có duyên á. Không phải đâu. Tại vì cái tâm mình nó chưa có định tĩnh, cho mình cố gắng.